Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Tháng 2 năm Canh Tý 2020, ba con giáp này vơ vét cạn lộc trời, cánh tiền vàng về nhà đúc đầy trong két. Tử vi cho biết rằng là trong cái thời điểm tháng 2 năm Canh Tý, có những cái con giáp này được Ngọc Hoàng thương nhận nhiều may mắn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem đó là những con giáp nào và vì sao những con giáp này lại may mắn đến như vậy. Liệu rằng chúng ta có tên trong ba con giáp này may mắn hay không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đấy là con giáp nào nhé. Người thứ nhất đấy là người tuổi Hợi. Thì những ai cầm tinh con heo là người tuổi này mệnh mang phúc khí, vốn đã có nhiều cái may mắn hơn hẳn so với những con giáp khác. Do cái bản chất lương thiện luôn vui vẻ hòa đồng khiến cho các khí luôn vây quanh con giáp này, khiến cuộc sống viên mãn. Đặc biệt là trong cái thời điểm vào 2 tháng đầu năm 2020 thì tuổi Hợi có cái vận trình cực kỳ lý tưởng. Trong cái thời gian này, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về túi, chẳng thấy điểm dừng, giúp bạn thăng tiến không ngừng. Nhờ may mắn vây quanh nên nguồn thu chính của con giáp này đến nhiều từ nghề tay trái hay việc làm ăn buôn bán, cũng mang về cho bạn rất nhiều cái hợp đồng tiền bạc. Thứ hai là người tuổi Dần. Trời sinh ra những người bản mệnh vốn được biết đến là người có tham vọng, có ý chí kiên cường, nên họ luôn có được cái cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong cái thời gian sắp tới thì người tuổi Dần sẽ gặt hái được nhiều thành tựu vượt trội về công danh và tài chính. Nhất là trong cái giai đoạn tháng 2 năm 2020 thì được Thái Dương và Đường Phù hai đại cát tinh trợ mệnh, nên là vận trình của tuổi Dần lên như diều gặp gió, cuộc sống cực kỳ sung túc. Và trong cái thời gian này vận may đang ở bên nên người tuổi Dần làm gì cũng suôn sẻ. Đương nhiên thì là khi công việc tiến triển tốt đẹp thì tiền bạc thu về nhiều không kể hết. Và con giáp cực kỳ may mắn trong tháng 2 này phải kể đến đấy là người tuổi Tuất. Những người cầm tinh tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần mà đón tin vui trong 2 tháng đầu năm 2020 này. Và trong cái thời gian này cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi, nhưng mà đều theo cái hướng tích cực. Khi tiền bạc đi lên, sự nghiệp cũng tăng tiến viên mãn, ít ai sánh bằng. Đặc biệt trong cái giai đoạn tháng 2 năm 2020 thì nhờ cái sự kiên cường lạc quan mà con giáp này không dễ dàng bị đánh gục bởi khó khăn trở ngại. Thời gian này người tuổi Tuất từng bước tìm được cái cơ hội để tiến bộ hơn trên con đường mà mình đã lựa chọn. Quý anh chị thân mến, thì trên đây thì thay mặt cho ban biên tập của chương trình xin gửi đến các bạn chia sẻ với các bạn những con giáp rất may mắn, có rất nhiều các tinh, được nhiều thu hoạch, được nhiều lợi nhuận trong tháng 2 của năm 2020 này. Và xin được chúc mừng quý anh chị và các bạn có tên trong danh sách này, và chúc quý anh chị và các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2020. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.